vận hành một startup nó giống như một phụ nữ mang bầu. Ban đầu tiên mà mới mở ra cái M&I này thì tôi nghĩ chắc là nghỉ trong vòng 12 tới 18 tháng thôi. Thì nghĩ là sau khi thời gian 12, 18 tháng là nó sẽ sinh ra con nó bắt đầu nó đi khắp nơi và phát triển. Thì mình nghĩ đơn giản như vậy, chứ không có nghĩ là khá phức tạp. Nhưng mà M&I mang bầu hay không? Nó mang bầu hơn gần 5 năm. Xin chào quý vị khán giả đã đến với chuyên mục Kinh tế đầu tư trên kênh VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị khán giả, vừa rồi là chia sẻ từ một trong những startup nổi bật của thành phố Đà Nẵng. Chia sẻ này có lẽ là sẽ được nhiều người đồng cảm, bởi vì phải nói khởi nghiệp là một cái hành trình thực sự khó khăn, tới mức là hơn 90% startup trên thế giới thất bại trong vòng 3 năm đầu. Những nguyên nhân đẩy họ tới thất bại là gì và thành phố Đà Nẵng đang làm những gì để có thể giảm thiểu những thất bại đó? Quý vị sẽ cùng theo dõi câu chuyện sau đây. Hạt giống trong tự nhiên, tỷ lệ nảy mầm có khi chỉ khoảng 50-60%. Khi đưa vào điều kiện vườn ươm, có thể giúp tăng từ 25-30% tỷ lệ hạt nảy mầm so với việc để hạt trong tự nhiên tự sinh tự diệt. Đặc biệt một số loại hạt giống rất quý, không thể có nhiều để lãng phí. Điều này tương tự như câu chuyện khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Ở thành phố này, các ý tưởng khởi nghiệp giống như những hạt giống. Vậy, chúng đang được ươm tạo như thế nào? Hôm nay chúng tôi có hẹn với hai nhóm sinh viên khởi nghiệp tiêu biểu của Đại học Đông Á. Với kỳ vọng đóng góp giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường và nguồn vật liệu xây dựng đang ngày càng thiếu hụt, nhóm của Đặng Văn Duy mang đến một viên gạch làm từ rác thải nhựa. Đây là viên gạch cuối cùng mà các em còn lại sau nhiều lần thử nghiệm phá hủy để kiểm nghiệm tính bền của sản phẩm. Viên gạch được các em bỏ trong một chiếc bao ni lông và thay vì xách nó thì các em ôm nó tới cho chúng tôi xem. Một chi tiết thể hiện các bạn sinh viên này nâng niu và thực sự nghiêm túc với ý tưởng của mình như thế nào. Trong khi đó, Trần Quang Huy giải thích với chúng tôi những kiến thức y khoa và công nghệ, mặc dù em là một sinh viên ngành marketing. Chưa đủ nguồn lực để ra được sản phẩm mẫu, nhưng ý tưởng của Huy là tạo ra một vòng tay AI dành riêng cho những người bị bệnh tim. Em tin rằng công nghệ mà em sử dụng có thể giúp đo tim mạch với độ chính xác lên đến 99%. Trong khi các đồng hồ Apple gần đây có khả năng đo nhịp tim với độ chính xác khoảng 95-98%. Đây là hai trong số rất nhiều những ý tưởng đã được nảy mầm dưới sự dạy dỗ truyền cảm hứng và hỗ trợ của các thầy cô ở trường Đại học Đông Á. Em cảm thấy mình là một người trẻ, có thời gian nhiều hơn. Thì tại sao mình lại không thử ngay từ bây giờ? Nếu mà em thực hiện ngay bây giờ thì em sẽ có sự đồng hành của thầy cô giáo và các bạn cùng chung niềm đam mê với em. Thì em nghĩ đó sẽ là một cái lợi thế của em. Còn sau khi ra trường thì tất nhiên mình sẽ có những cái mối quan hệ mới và sẽ có những cái người đồng nghiệp và sẽ có những người anh, người chị đi trước. Tuy nhiên thì em nghĩ ở cái thời điểm đó đôi khi cái niềm đam mê của mình nó sẽ không mãnh liệt như cái thời sinh viên. Và em nghĩ là mình thực hiện ngay bây giờ nó sẽ hợp lý hơn. Ở đấy thì từ cô Đào, hiệu trưởng cũng như là cả khóa của em đi, khi mà có cuộc thi khởi nghiệp thì luôn luôn là đưa về lớp, đưa về khóa cũng như là phổ biến cho sinh viên bọn em tham gia tích cực để bọn em có thể đưa cái kiến thức học thuật của mình được va chạm thực tế. Nói về tạo môi trường cho sinh viên khởi nghiệp ở Đà Nẵng thì Đại học Đông Á là một cái tên đáng chú ý. Ngay từ những ngày đầu thành lập, môi trường này đã chú trọng thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo như một phong trào tiêu biểu cho sinh viên nhà trường. Và đây cũng là cộng đồng mà lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm khi ươm mầm khởi nghiệp. Từ trước Covid đến giờ thì chúng tôi xây dựng nhiều cái giải rất là tốt. Mỗi năm cỡ khoảng chừng 15-20 dự án về khởi nghiệp được thi và trong đó có nhiều dự án rất tốt. Tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đó là một cái tinh thần quốc gia hiện diện chúng ta đang khởi xướng. Thì tôi nghĩ trường đại học viện nghiên cứu trước hết là dạy các kiến thức kỹ năng gieo mầm cho các cháu. Chúng ta dạy cho sinh viên một tinh thần khởi nghiệp, tức là dạy cho nó một tinh thần làm chủ, một tinh thần sáng tạo để đóng góp vào cái sự phát triển của quốc gia, chứ không phải chỉ làm công ăn lương không. Chúng tôi luôn luôn hỗ trợ cho các ý tưởng, các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng thành phố Đà Nẵng. Trong đó chúng tôi chú trọng là hai cái cộng đồng chính. Cộng đồng thứ nhất là sinh viên trong các trường, các viện trên địa bàn thành phố để nghiên cứu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học
Đó là nguồn nguyên liệu đầu vào mà chúng tôi xác định đó là một trong những nguồn nguyên liệu rất là quý giá cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cái cộng đồng thứ hai là cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi luôn luôn lấy tâm niệm rằng lấy doanh nghiệp khởi nghiệp là trung tâm của mọi chính sách. Ông Đặng Hồng Lĩnh hiện là chủ tịch của Miracle Research. Đây là quỹ đầu tiên được thành lập tại Đà Nẵng và là một trong những quỹ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam theo Nghị định 38 của Chính phủ về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nhưng trước khi là chủ tịch quỹ, Đặng Hồng Lĩnh cũng từng là một người trẻ khởi nghiệp. Và anh vẫn nhớ không khí khởi nghiệp ở thành phố mà mình lớn lên nhiều năm về trước. Phong trào khởi nghiệp Đà Nẵng thì thực ra là nó không phải là bây giờ nó mới có, hoặc là không phải là trong vòng 2-3 năm này. Tôi cũng là một người khởi nghiệp. Tôi thành lập cái công ty đầu tiên là năm 2012, tức là tới thời điểm hiện tại là đã 11 năm. Cái thời điểm đó Đà Nẵng nó đã nguồn một cái khí thế để khởi nghiệp rồi. Nhưng mà tất nhiên cái thời điểm đó thì nó chưa có nhiều cái chính sách dành cho những cái dự án khởi nghiệp. Nhưng bây giờ thì cái tinh thần đó nó còn nhiều hơn nữa, cộng với cái việc hỗ trợ từ địa phương rất là lớn. Chúng tôi thấy được cái mức độ quan tâm của chính quyền địa phương cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là những dự án khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là các bạn ở đây chính là cái yếu tố quyết định thứ hai mà khiến cho Miracle quyết định chọn Đà Nẵng là cái nơi để thành lập. Thì tôi đánh giá khá cao các bạn trẻ ở Đà Nẵng về các sản phẩm công nghệ. Đà Nẵng là một cái nơi rất tốt để phát triển. Các bạn ở đây cũng tiềm lực khá là lớn về chất xám, về khả năng để phát triển được một dự án. Còn vấn đề về tài chính là cái thứ tiếp theo chúng ta sẽ cần nói tới. M&I là một trong những startup tại Đà Nẵng tiên phong nghiên cứu phát triển công nghệ AI ứng dụng vào việc xây dựng các giải pháp chuyển đổi số dịch vụ khách hàng, tối ưu hóa hiệu suất tổng đài cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Xuất hiện tại Shark Tank, M&I đã có được khoản bảo chứng 2 tỷ đồng cho khoản đầu tư trị giá 1 triệu đô la Mỹ từ Shark Đỗ Thị Kim Liên. Những cái tên trong danh sách khách hàng của M&I có thể khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa mơ ước, bao gồm hơn 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm, phần mềm, bất động sản như Nam Group, FE Credit, Điện lực Miền Trung, v.v. Tuy nhiên doanh nghiệp này cũng đang phải đau đầu với bài toán không hề dễ giải mang tên tài chính. Cứ mỗi phút mà mở cửa giờ làm việc á thì chúng ta bơm đốt 7 đô. Mà nếu mà mình phát hiện cái sai trễ thì mình sẽ đốt rất nhiều tiền. Nên là cái phương châm của M&I thì tới bây giờ làm sao chúng ta phát hiện cái sai nhanh nhất, không được đợi quá 3 ngày để mà phát hiện cái sai nó trễ hơn thì nó đốt rất nhiều tiền, tại vì mình không có đủ nhiều cái ngân sách để mà giống như các công ty khác. Đó là cái thách thức kinh khủng đối với những cái startup mà không cái nguồn tài chính không đủ mạnh. Và đây không chỉ là thách thức của riêng M&I. Startup nghĩa là kinh doanh nó không hề đơn giản. Trong một cái gọi là khảo sát nghiên cứu về những lý do khiến doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại thì cái số 1 hàng đầu mà các bạn trên toàn cầu gặp phải, chứ không chỉ là các bạn ở Việt Nam hay Đà Nẵng, đó là bạn tạo ra một sản phẩm mà thị trường không cần. Cái lý do thứ hai nữa là các bạn hết tiền, bạn không có tài chính để các bạn chạy cái dự án đó. Ban đầu thì nghĩ cái số tiền đầu tư cho cái mảng này để mà ra được giải pháp sản phẩm thì bản thân chúng ta nghĩ nó tầm khoảng từ 1 đến 2 triệu thôi. Bước qua năm thứ 6 thì tổng số tiền chúng tôi đã đốt cho cái khởi nghiệp này là hơn 3 triệu đô. Team founder là 4-3 làm không có bất kỳ một cái thu nhập nào cả trong vòng 6 năm qua. Thì vẫn với cái tốc độ như thế này, với cái sản phẩm và thị trường như thế này, và đặc biệt là cái cơn ChatGPT nó bùng nổ, nó giúp cho cái việc mà người dùng dễ dàng chấp nhận AI hơn, thì trong vòng khoảng 6 tháng tới thì chúng tôi kỳ vọng là đạt được cái điểm gọi là hòa chi phí trước khi tăng tốc. Trường hợp của M&I cũng còn là may mắn khi vẫn duy trì được tài chính để sống sót trong thời điểm phát triển sản phẩm. Với bối cảnh suy giảm kinh tế hiện nay, việc huy động vốn trở nên khó khăn hơn, vốn ít hơn và chờ đợi cũng lâu hơn. Những đơn vị như Miracle Research trở thành một phần rất quan trọng, có thể là phao cứu sinh cho những đơn vị khởi nghiệp đang khát vốn. Cái quy trình thẩm duyệt để một quỹ đầu tư giải ngân thì trong đó có về những vấn đề nội bộ như vấn đề về kế toán, vấn đề về thực hiện hồ sơ góp vốn ban đầu. Đó là những cái tôi ví dụ để đưa ra một cái quyết định giải ngân thì trung bình nó sẽ mất một quý. Nhưng đối với lại
Miracle thì thời gian đó nó sẽ là 45 ngày. Tổng mức đầu tư mà để rốt cho một dự án mà hiện tại đối với những dự án vừa và nhỏ khởi nghiệp hiện tại thì tổng mức hiện tại là tới 1 triệu đô la Mỹ là tổng mức hiện tại. Còn thấp thì hiện tại những cái dự án mà chúng tôi đã rốt rồi mà ngoài lãnh thổ Việt Nam thì trung bình mỗi dự án là khoảng 5 ngàn. Tuy nhiên, không phải cứ có ý tưởng là sẽ có vốn. Là một chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, bà Anna Lê Mỹ Nga cho hay, một ý tưởng ở Mỹ có thể được định giá 500.000 đô la Mỹ, nhưng ở Việt Nam rất khó để đạt được mức giá này, mặc dù cùng một ý tưởng như nhau. Nguyên nhân rất lớn nằm ở sự khác biệt về hệ sinh thái. Hệ sinh thái tốt làm cho ý tưởng trở nên giá trị hơn, do nó làm tăng khả năng thành công của ý tưởng trong thực tế. Do đó, xây dựng hệ sinh thái mạnh để hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng là mối quan tâm của thành phố Đà Nẵng trong những năm gần đây. Ngày 21 tháng 5 năm 2021, thì trên cơ sở đề xuất của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành cái quyết định thành lập cái trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng. Nó giữ vai trò như một hạt nhân, cái nền tảng lõi để mà nó là như trái tim của cái hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để làm sao kết nối, lan tỏa và thu hút các nguồn lực, thu hút các ý tưởng vào để cùng nhau chung tay xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đó là về mặt địa vị pháp lý, một cái đơn vị là trực tiếp chuyên nghiệp sẽ trực tiếp triển khai thực hiện các chủ trương của thành phố Đà Nẵng về việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp của vùng. Cái hệ sinh thái nó càng mạnh thì càng giúp được startup, vì cái hành trình khởi nghiệp nó quá khó đi, cho nên các bạn mà đi một mình thì các bạn chết là điều đương nhiên. Khó có ai mà có thể đi một mình, gần như là không có luôn ấy. Tại vì cái hệ sinh thái là có cả nhà đầu tư, thì có cả mentor, có cả vườn ươm, có cả các đơn vị tăng tốc khởi nghiệp rồi trong và ngoài nước, để họ sẽ cùng hỗ trợ bạn trong từng giai đoạn. Thì may ra thì bạn có thể bắt đầu phát triển gọi là phát triển bền vững được, cùng với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ. Không chỉ được ươm tạo để từ hạt giống nảy mầm với tỷ lệ tốt nhất có thể, nhờ sự chung tay của cả một hệ sinh thái, các ý tưởng khởi nghiệp tại Đà Nẵng đang được bảo vệ, tưới tắm, vun trồng, giúp mầm cây khởi nghiệp sinh trưởng tốt trong giai đoạn đầu, để sau này cái cây khởi nghiệp sẽ lớn dần, tự hút nước từ môi trường ngoài, chính là những lợi nhuận chân chính từ thị trường để tồn tại. Tất cả đang cùng nhau để không chỉ biến khát vọng của một người, một doanh nghiệp trở thành hiện thực, mà sẽ còn hiện thực hóa khát vọng khởi nghiệp của thành phố bên bờ sông Hàn, hay xa hơn là khát vọng về một Đà Nẵng năng động, một Việt Nam hùng cường. Bộ Chính trị cũng đã xác định là xây dựng Đà Nẵng phải trở thành một trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đẳng cấp khu vực và quốc tế đến 2030. Cùng với đó thì nghị quyết 22 của Đại hội Đảng bộ thành phố cũng đã xác định xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng và quốc gia. Thì trên cơ sở đó, ngành khoa học công nghệ cũng đã hết sức chủ động. Như các anh chị biết, ngày 9 tháng 2 năm 2021 thì Thủ tướng Chính phủ đã ký một quyết định là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Trong đó xác định Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ được xây dựng thành 3 trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Ngày 21 tháng 12 năm 2021 thì Đà Nẵng đã quyết định triển khai đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 đến năm 2025. Và từ đây đến lúc đó thì còn 2 năm nữa, và hy vọng là chúng ta sẽ trải qua 2 năm tới với thật là nhiều những sự tăng tốc để có một năm 2025 thật nhiều những kết quả tự hào. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.